À, em giới thiệu qua với cái đèn hồng ngoại của bên em nhé. À, có cái đế này, đế này rất cứng, nó sẽ giữ lại được cái thân với cái đầu đèn. Cái này thì cách lắp đặt nó cũng dễ thôi. Cái hai cái thân này là hai cái thân để mình giữ cái đầu này, sẽ bắt mấy ốc này, cũng rất đơn giản. Cái này thì nó sẽ tăng giảm được nhé, tăng giảm cái độ sáng, cái độ nóng đó. Mình có thể thấy tăng lên và giảm này, nó tắt.